Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có tin quan trọng, tiếng nói cử tri và phóng sự cộng đồng để mở đầu. Với Phượng xin mời quý vị theo dõi phần tin quan trọng. Tổng thống Trump hôm thứ hai cho biết ông sẽ chắc chắn mời tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 năm tới khi được tổ chức bởi Hoa Kỳ. Phát biểu tại cuộc họp báo vào cuối của hội nghị G7 ở Pháp, Tổng thống Trump nói tôi chắc chắn sẽ mời ông ấy, dù ông ấy có thể đến hay không. Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra gợi ý để Nga tái gia nhập G7 và tạo nên G8 một lần nữa. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẽ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự các cuộc thảo luận kinh tế của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7. Tuy nhiên, liên minh châu Âu EU phản đối ý tưởng này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố, các nước G7 sẽ không để Nga tái gia nhập vô điều kiện. Nga đã bị loại khỏi G7, nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới sau khi nước này sáp nhập Crimea năm 2014. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ cân nhắc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm tới tại khu nghỉ mát Doral Golf Resort gần Miami. Brazil từ chối viện trợ chống cháy rừng của G7 Theo AFP, ông Onyx Lozenzoni, chánh văn phòng của Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro hôm thứ Ba nói rằng đất nước ông đánh giá cao lời đề nghị của các nước G7, nhưng từ chối khoản viện trợ mà Tổng thống Pháp Macron là người khởi xướng. Ông Macron thậm chí không thể tránh được vụ cháy, có thể dự đoán trước ở nhà thờ vốn là di sản thế giới. Ông ấy định dạy cho đất nước chúng tôi điều gì đây? Ông Lorenzoni nói đề cập đến vụ hỏa hoạn tàn phá nhà thờ Đức Bà hồi tháng 4 vừa qua. Tuyên bố của ông Lorenzoni được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Macron thông báo các nước G7 đã thống nhất hỗ trợ cho Brazil 20 triệu euro, 22 triệu Mỹ Kim để giúp quốc gia châu Mỹ giải quyết các vụ cháy rừng Amazon. Các lãnh đạo G7 cũng thống nhất kế hoạch phục hồi rừng Amazon và dự trù kế hoạch này được công bố tại Liên Hợp Quốc vào tháng sau. Việc Brazil từ chối khoản viện trợ được đề nghị bởi Tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa cá nhân ông Macron và Bolsonaro đang căng thẳng sau khi Tổng thống Brazil chế nhạo vợ của ông Macron trên Facebook. Tổng thống Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt thì mới đàm phán. Iran đã không đàm phán với Hoa Kỳ cho đến khi tất cả các lệnh trừng phạt đối với Tehran được dỡ bỏ. Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố hôm thứ Ba, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông có thể sẽ gặp người đồng cấp Iran để tháo gỡ những vướng mắc sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, theo Reuters. Ông Rouhani cho biết Iran luôn sẵn sàng đàm phán, nhưng trước tiên Hoa Kỳ nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp bất công và không đẹp đối với Iran. Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở khu nghỉ mát Brexit của Pháp, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Iran phải trả giá do các hành động của mình trong quá khứ. Nhật lo lắng về kế hoạch phát triển hỏa tiễn của Bắc Hàn. Royster đưa Bình Nhưỡng dường như đang phát triển loại đầu đạn để xuyên thủng lá trắng hỏa tiễn đạn đạo của Nhật Bản Bộ trưởng Quốc phòng Nhật. tashi Aiweya nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba. Theo Reuters, nhận định các vụ thử hỏa tiễn tầm ngắn gần đây của Bình Nhưỡng đã gây ra những lo lắng cho Nhật Bản, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trấn an rằng loại hỏa tiễn mà Triều Tiên bắn ra biển Hoa Đông thuộc loại không nguy hiểm. Vụ thử hỏa tiễn mới nhất của Triều Tiên diễn ra hôm thứ Bảy 24 tháng 8 một ngày sau khi Hàn Quốc tuyên bố ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, ông Aoyama và các quan chức Nhật nói rằng quyết định của Hàn Quốc là bất hợp lý khi mối đe dọa từ Bắc Hàn đang gia tăng. Trung Quốc cáo buộc nhà văn úc gốc hoa tội gián điệp. Royce nhà văn người úc gốc hoa tên Giang hen Dương đã bị Trung Quốc buộc tội làm gián điệp. Luật sư của ông Giang và chính phủ úc cho biết thông tin hôm thứ ba. Ông Giang, 53 tuổi, đã bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt giam kể từ tháng Giêng năm nay. Ông Giang là cựu chuyên viên ngoại giao của chính phủ Trung Quốc. Về sau, ông đã viết nhiều bài báo trên blog chỉ trích nhà cầm quyền Trung Quốc. Ông bị bắt ở Quảng Châu khi đang đợi máy bay nối chuyến tới Thượng Hải. Sau chuyến bay xuất phát từ Hoa Kỳ, hiện ông Giang đang bị giam ở Bắc Kinh. Tiến sĩ Giang đã bị giam giữ tại Bắc Kinh hơn 7 tháng trong điều kiện khắc nghiệt, mà không bị buộc tội Bộ trưởng Ngoại giao Úc Maurice Payne cho biết trong một tuyên bố và cho biết thêm ông Giang đã chính thức bị giam giữ với cáo buộc làm gián điệp vào thứ Sáu tuần trước ngày 23 tháng 8. Lực lượng cảnh sát Hồng Kông vào ngày thứ Bảy 24 tháng 8 đã được nhìn thấy sử dụng hơi cày để giải tán đám đông tuần hành, kêu gọi quyền tự do dân chủ. Sau khi một vài nhà đấu tranh ném bom xăng và gạch đá về phía các nhân viên công lực, để bày tỏ sự phẫn nộ trong lòng nhằm để giảm bớt căng thẳng giới lãnh đạo trung hoa vào cùng ngày đã trả tự do cho nhân viên làm việc tại tòa lãnh sự anh quốc trong bối cảnh nhân vật này suốt vài ngày qua đã trở thành tâm điểm của cuộc biểu tình chống bắc kinh bốn trạm tàu điện ngầm mtr ở hồng kông vẫn tiếp tục bị đóng cửa khiến cho sinh hoạt của người dân bị đình trệ chính quyền cộng sản bắc kinh đã ví cuộc tuần hành tại hồng kông như một hành động khủng bố đồng thời đe dọa sẽ đưa quân tới trấn giữ an ninh trên đảo quốc này hiện tại nhiều cảnh sát bán quân sự đã được trung hoa phái tới thẩm quyết để tham gia tập trận an ninh